Ai mới học móc len thì vô đây tôi nói cho mày nghe những lỗi cơ bản mà một bạn mới học móc len thường gặp. Ta nói nó như thầy trò đường tăng mà đi thỉnh kinh gì đó. 81 kiếp nạn. Này là sản phẩm hồi tôi mới học nha, chứ không phải giờ tôi bán vậy đâu à, khách quýnh tôi chết. Đầu tiên là móc bị thư do chọn sai loại len và chọn kim không phù hợp. Thông thường mình dùng loại Miu Cotton 125g để móc thú và kim móc là 2.5 hoặc là 2 thì đều được, tùy vào cái độ móc lỏng tay hay là chặt tay của mọi người á. Mình thì mình thường dùng kim 2.5. Lỗi thứ hai là không phân biệt đúng mặt trái hay là mặt phải của sản phẩm. Thông thường thì khi tạo vòng tròn ma thuật và móc được tầm 2-3 vòng á, thì nếu mà bạn thấy cái sợi dây của vòng tròn ma thuật nó nằm ở cái mặt nào thì mặt đó là mặt trái của sản phẩm. Cách khắc phục của lỗi này thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần xem nhiều cái thành phẩm hơn thì sẽ biết được là mặt nào là mặt trái và mặt nào là mặt phải. Cái thứ ba đó là về việc kết hàng, thì kết hàng mình đâm vào sai trong mũi thì nó sẽ bị cong. Thì cái này mình đã có ra video hướng dẫn rồi, các bạn chịu khó lướt lại để xem nha. Đây là xương xương vài thứ các bạn cần phải học để hoàn thiện một sản phẩm bằng len: cách móc, các mũi cơ bản nâng cao, cách đọc chạc, cách tạo vòng tròn ma thuật, mũi chữ X hay mũi chữ V, cách đổi màu, cách khâu ráp các bộ phận, cách giấu mối sau khi hoàn thiện, cách dán sao cho không bị lỗ keo, biết sử dụng size mắt nào cho phù hợp, cách gắn móc khóa.